Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An vừa có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để tiếp nhận các thi hài tử vong tại Anh hơn một tháng trước. Trong số 16 thi hài được đưa về Việt Nam đợt này, có 5 thi hài là công dân Nghệ An. Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, sẽ tổ chức hai đường di chuyển và bàn giao thi hài hoặc lọ tro cốt của người bị nạn về các địa phương. Đợt 1, vào lúc 7 giờ ngày 27 tháng 11, đại diện cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 thi hài công dân Nghệ An và vận chuyển về bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán và quy định của địa phương. Trong số này có 4 thi hài có hộ khẩu thường trú tại huyện Diễn Châu, 1 thi hài có hộ khẩu thường trú tại huyện Hưng Nguyên. Đợt 2, dự kiến sau khi Bộ Ngoại giao có thông báo chính thức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao các thi hài hoặc tro cốt còn lại cho gia đình nạn nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có nạn nhân kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương mất mát và mong muốn gia đình bớt đau thương, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.